Như vậy là nhiệm vụ của chúng ta điều tập thủy kiếm. Đó. Chú Tám, hôm nay chú Tám đi một mình hả? À, tôi đi một mình. Vậy hôm nay chú muốn ăn món gì nè? Để con nói nhà bếp làm cho chú ăn nha. Tôi lên gặp giám đốc đã. Dạ. Nè, dạ, làm cho tôi ly cà phê đá. Dạ. À, chú hả? Chú vừa tới chỗ Cao Dũng về đây. Mời chú. Có được việc gì không chú? Nói chung là thuận lợi. Chú đã nói và làm theo ý ba con dặn. Vô đi. Chú uống cà phê. Bà cha sắp tới rồi đó. Mời chú. Mời giám đốc. Chú nói hoài mà ông không chịu nhận tiền. Chú mời ông đi du lịch đó, thì ông kêu là bận việc. Lúc chú đưa tiền có mặt ai không? Tuyệt đối không. Ba. Chào anh. Dạ. Không gặp hả? Có gặp. Thuận tiện là đằng khác. Tôi với ổng nói chuyện với nhau cởi mở lắm, nhưng ổng dứt khoát không nhận tiền. Phải tìm cách khác. Mấy năm nay tôi mới nghiệm ra, những cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng thật nhiều tiền. À, con có cách rồi ba. Ông Cao Dũng đang chết mê chết mệt cái con nhỏ Trang Hạ. Ổng còn đưa đứa con gái đến, nhờ con Trang Hạ về đàn giùm. Con nghĩ là nhân dịp này để chú Tâm hẹn mời ca sĩ Trang Hạ, ca sĩ Thanh Thanh và cả đứa con gái của ông Cao Dũng nữa cùng biểu diễn ở cái đoàn do chú Tám tổ chức. Con nghĩ là chắc ông Cao Dũng sẽ tới. Được đó, chuẩn bị cái xe thật đậm cho con Cao Dũng. Dạ. Chắc Cao Dũng sẽ siêu lòng. Nếu chuyến này mà kéo được Cao Dũng đi theo thì chuyện làm ăn của chú cháu tôi chắc chắn là sẽ thành công tốt đẹp. À, ba còn một chuyện nữa cháu muốn nói với chú. Nói đi cháu. Cháu muốn gửi con Diệu Linh đến chỗ phục vụ karaoke chỗ chú. Cái chuyện đó quá dễ mà. Không dễ đâu chú. Con Diệu Linh là con cứng đầu. Vậy à? Con nghĩ là chú phải cảm hóa nó dần dần, biến nó thành một cái máy moi tiền của mấy thằng đại gia, lấy tiền trả nợ cho cháu chứ. Con nhỏ nợ cháu nhiều tiền không? Nợ thì không đáng kể, nhưng có một cái nợ mà cả đời này cháu bắt nó phải trả. Chào anh. Em vừa đi qua quán phở bắc. Quán đã hoạt động lại bình thường. Em thấy toàn nhân viên mới không à? Theo lời khai của tên Tam thì đêm hôm đó chỉ còn lại mẹo gà ở trong quán thôi. Chắc là mẹo gà mới tuyển thêm người đó. Thôi bỏ công việc ra, trễ rồi, anh em mình kiếm chỗ nào lại ra đi. Em đi rủ anh em khác đi đi. Hôm nay anh muốn về nhà thăm cháu. À, vậy thì anh em mình đi ngang đón cháu Cao Ly và chị Trang Hạ luôn. Em Khao. Anh Khao chuyện gì? Vì hai lý do. Thứ nhất là ba em vừa trọng thưởng cho em một phần thưởng rất là hậu hĩnh vì đã lập được thành tích mới. Còn lý do thứ hai là chuẩn bị cưới Hà Linh đúng không? Cưới đâu mà cưới, chuẩn bị bye bye nàng. Sao vậy? Hà Linh xinh đẹp và yêu em cơ mà. Yêu về nơi, cô ấy yêu tài sản gia đình em thì đúng hơn. Lần trước còn xúi em ra khỏi ngành,
về làm quản lý thay ba nữa chứ. Thì cô ấy lo lắng cho em cũng tốt chứ sao. Tốt gì mà tốt. Cô ấy nói làm công an lỡ có chuyện gì xảy ra thì gia tài của em thuộc về ai? Vậy thì em phải thật bình tĩnh và phân tích, thì từ từ cô ấy mới hiểu ra chứ. Thôi bỏ qua chuyện của em đi, bây giờ lo chuyện của anh kìa mới là chuyện quan trọng á. Chuyện của anh thì có gì mà đáng nói, ngoài chuyện điều tra về mấy vụ án vừa mới xảy ra. Chuyện của anh với ca sĩ Trang Hạ đó, anh phải đẩy nhanh tốc độ lên để cháu Cao Ly còn có người chăm lo dạy dỗ chứ. Nếu mà eo hẹp về tài chính á, em tài trợ. Nếu cộng sổ chắc anh nợ em cũng khá rồi đó chứ. Vô tư đi, nếu anh lấy được ca sĩ Trang Hạ, không những em xóa sổ mà còn tài trợ cho hai người cặp vé đi du lịch nữa. Cảm ơn. Alo ba đây. Dạ ba hả? Ba có về nhà không? Hay là ba quên mất rồi? Con gái yêu, ba vẫn nhớ mà. Con và cô Trang Hạ đang ở nhà để chuẩn bị chiêu đãi ba một món nè. Ba có về không đó? Cô Trang Hạ có chuyện gì vui thì con phải nói với ba để ba biết, rồi ba còn mua hoa để tặng cô nữa chứ. Cô nói không phải mua hoa đâu. À, cô kêu là chủ nhật này sẽ đi biểu diễn ở một công ty ở Vũng Tàu. Cô nói con đi cùng á. Vậy là cũng đủ lý do để tặng hoa cô ấy rồi. Dạ, vậy ba có đi cùng không? Cứ từ từ, để ba tính nha. Dạ, con chào ba. Ba nói sao? Dạ, ba nói để suy nghĩ đã. Có chuyện gì hả anh? Trang Hạ vừa nhận được lời mời chủ nhật này đi biểu diễn ở Vũng Tàu cùng với công ty. Trang Hạ muốn đưa Cao Ly đi cùng. Vậy anh càng nên đi, đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Anh cứ đi đi, công việc ở nhà để em lo cho. Xuống tắm đi, để ba nói chuyện một lát nha. Dạ. Em uống đi. Cảm ơn anh. Trang Hạ nè, bé Cao Ly quý em lắm đó. Hay là em giúp anh nuôi dạy cháu? Em vẫn đang nuôi dạy cháu mà. Không, ý anh muốn nói là em sẽ làm mẹ cháu, được không? Anh đừng hỏi. Em đi cùng anh và cháu xuống đây còn hơn câu trả lời rồi. Alo. Nhưng đã lấy cung chưa? Dạ, em và chị Hạnh đang tiến hành. Dậu tồ khai báo khá thành khẩn, còn Thủy Kiếm xem ra quanh co lắm. Nè, phải nhớ rằng Thủy là một tay kiếm khét tiếng giang hồ đó. Dạ, em biết rồi. À, được rồi. Thôi nghe. Dạ, chào anh chị. Xin mời anh chị và cháu đi ăn. Chúng tôi đã chuẩn bị chương trình 2. Nè, rất cảm ơn nguồn tin của anh. Nguồn tin đó rất quý giá đó. Anh em chúng tôi vừa bắt thêm một đối tượng quậy phá ở nhà hàng bên kia sông đó. Dạ, nếu bên công an mở rộng cửa, từ nay tôi sẽ nguyện làm tai mắt của anh. Tôi kinh doanh cái nghề dịch vụ này, tôi biết khá nhiều thông tin của bọn đối tượng cờ bạc, ma túy. Được vậy thì còn gì bằng. Dạ, dạ. Chúng ta đi. Dạ. Đi con. Dạ. Lên đi, lên đi.
Rồi, xin mời, chúng ta đi, đi con. Dạ. Dạ thôi. Mời, mời, mời. Đi con. Mời anh chị. Thủy nè, cô có biệt tài phóng dao đúng không? Sao cán bộ lại hỏi em như vậy? Nhìn em chân yếu tay mềm thế này, cắt cổ gà em còn không dám nữa, thì sao mà phi dao được ạ? Vậy tại sao cô có biệt danh là Thủy Kiếm? Em cũng chả biết nữa. Chắc có lẽ là vì nhà em nghèo, từ bé đã phải bươn trải kiếm sống rồi, nên bạn bè em mới đặt em là Thủy Kiếm đấy. Hôm trước khám xét nhà cô, thu được 50 con dao. Là của ai vậy? Dạ của chị của chị Phượng ạ. Hoặc là của anh Tí Mưu gì đó, em cũng không rành ạ. Vậy tối hôm xảy ra vụ xô xát, Tí Mưu đã phân công cô làm việc gì? Dạ trông xe ạ. Cán bộ cứ hỏi tất cả mọi người tham gia ngày hôm đó đi, thì ai cũng thấy là em trông xe cả, chứ em có biết dao kéo gì đâu. Khi mà bọn đàn ông vung dao lên á, là em đã sợ hết hồn rồi. Đưa xe được về đến nhà là may lắm rồi đấy. Thủy, đưa tay đây. Hình như... Sao ạ? Cô đã có con. Nếu mà mình có một đứa con, chắc mẹ anh sẽ vui lắm. Có thể bà ấy sẽ sáng mắt trở lại. Lúc trước người ta cứ nghĩ em là ôm môi giống như chị Phượng, nhưng mà khi nhìn những người phụ nữ khác được đàn ông chăm sóc, em cũng thèm lắm. Khổ sở lắm anh có biết không? Sao em không nói với anh sớm? Em sợ chị Phượng. Chị ấy mà nổi cơn ghen lên á, là chị xử hết đấy. Nhưng mà em cũng thèm một đứa con, để thiên hạ mất đàm tiếu và đời em cũng bớt cô đơn hơn. Sao cán bộ biết ạ? Kinh nghiệm dân gian. Ngoài ra tôi là đàn bà.